Thưa quý vị, vừa qua Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam gắn với biểu dương khen thưởng chi hội trưởng, chi hội phụ nữ tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm 2024. Trước khi đến với ghi nhận này, như thường lệ, chúng tôi thân mời quý vị và các bạn cùng đến với các thông tin văn hóa xã hội đáng chú ý sau đây. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, để mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao cho người khuyết tật trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời tuyển chọn những vận động viên có năng khiếu, thành lập đội tuyển của tỉnh để tham dự các giải thể thao người khuyết tật toàn quốc. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức giải thể thao người khuyết tật tỉnh Đồng Nai năm nay với sự tham gia của 75 vận động viên đến từ các huyện Trảng Bom, Long Thành, Vĩnh Cửu, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa. Các vận động viên tham gia tranh tài ở hai môn điền kinh và bâu cha. Ở môn điền kinh gồm có thi đấu xe lăn 100m, chạy 100m dành cho người khiếm thị, chạy 100m dành cho người bại não và chạy 100m dành cho người thiểu năng trí tuệ. Còn môn bâu cha, các vận động viên thi đấu theo hạng thương tật. Giải là dịp để người khuyết tật gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đoàn Đồng Nai phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Định Quán tổ chức khai mạc các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia tỉnh Đồng Nai năm 2024 chặng thứ nhất với chủ đề Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Sau lễ khai mạc đã diễn ra các hoạt động gồm gian hàng triển lãm về ứng dụng tiện ích của đề án 06 phục vụ người dân, gian hàng về các hoạt động hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến trên cổng dịch vụ công, hướng dẫn cài đặt sử dụng app Đồng Nai S, tuyên truyền hỗ trợ người dân đổi SIM thiết bị 2G lên nền tảng 3G, 4G, giới thiệu các sản phẩm dịch vụ số hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số, văn hóa ẩm thực địa phương, hội chợ ẩm thực không dùng tiền mặt. Bên cạnh đó là các hoạt động mua bán trực tuyến các sản phẩm OCOP trên các nền tảng thương mại điện tử, tuyên truyền về an toàn thông tin trên không gian mạng và các cuộc thi về chuyển đổi số. Đến nay, Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai năm 2024 đã hoàn thành. Sau hơn 8 tháng triển khai, ban tổ chức hội thi đã thu nhận được 169 giải pháp, căn cứ vào tiêu chí của từng lĩnh vực. Ban thư ký giúp việc đã phân loại số giải pháp trên thành 6 lĩnh vực dự thi. Cụ thể, lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, 47 giải pháp. Lĩnh vực cơ khí tự động hóa, xây dựng và giao thông vận tải, 43 giải pháp. Lĩnh vực vật liệu hóa chất năng lượng, 15 giải pháp. Lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường, 24 giải pháp. Lĩnh vực y dược, 17 giải pháp. Và lĩnh vực giáo dục đào tạo và các lĩnh vực khác, 23 giải pháp. Nhóm của em có hai giải pháp, một cái là sử dụng cái trí tuệ nhân tạo để cảnh báo và dự đoán lũ quét hoặc sạt lở đất. Cái giải pháp thứ hai là sử dụng cái trí tuệ nhân tạo để phân loại và định giá cái kén tằm, giúp người nông dân tăng năng suất lao động và giảm thiểu cái chi phí cho người nông dân. Hiện tại trong thực tế thì người nông dân phải phân loại kén tằm và phải có một cái người cực kỳ nhiều kinh nghiệm, 30 năm kinh nghiệm để phân loại. Và một tuần họ phải phân loại 17 tấn thì rất chịu áp lực rất là cao. Và người mới thì họ cũng phải train, cũng phải dạy. Nhưng mà dạy thì khoảng 2 năm rồi nhưng mà độ chính xác chỉ có được cỡ tầm 70% thôi. Đó thì khi mà kén về nhiều thì họ cũng thuê nhân công. Nhưng mà cái việc là nhân công có cái nguồn chất lượng không cao và dẫn đến là việc phân loại nó bị chưa đúng. Chưa đúng thì sẽ bị thiệt hại là lẫn cái cơ sở thu mua và cái người nông dân. Đó thì cái giải pháp này ra nhằm để khắc phục là mình sẽ phân loại nhanh hơn, chính xác hơn và giảm thiểu được cái sự sai sót của con người. Còn nhiều giải pháp được nghiên cứu, đầu tư rất bài bản, có hàm lượng khoa học cao và có khả năng áp dụng rộng rãi trong sản xuất và đời sống, giải quyết các yêu cầu của thực tiễn, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao. Những cái giải pháp của năm nay tôi thấy rằng rất là cụ thể. Thí dụ như một cái giải pháp về xây dựng một cái phần mềm để học tiếng Anh cho học sinh lớp 3 của một cô giáo, không phải của Biên Hòa đâu, cũng không phải của Trảng Bom mà Long Thành, là những cái đơn vị như là hành chính phát triển đất mạnh, mà là một cô giáo của một cái huyện vùng sâu vùng xa ở huyện Vĩnh Cửu. Sáng nay lại tiếp cũng có một cái giải pháp về học tiếng Anh, về các cái thì của tiếng Anh, mà khi chúng ta biết rằng chúng ta đã là người lớn rồi nè, chúng ta đã học qua cái một cái ngoại ngữ rồi, thì chúng ta thấy rằng việc mà xác định các thì của tiếng Anh
từng cái thời mình đi học mình thấy là cũng rất là khó chứ không phải không đâu á. Thì cái cô giáo này biết những cái khó đó và biết chuyển đổi những cái khó này vào trong một cái phần mềm để ứng dụng công nghệ thông tin nhằm giúp cho học sinh thích thú khi học tập và dễ, nghĩa là dễ nhớ hơn. Có một cái giải pháp dự thi của một cái thầy giáo dạy môn lịch sử và địa lý, mà bản thân chúng ta biết rằng các cái môn xã hội nhân văn á, thì nó rất là dễ nhàm chán. Nhưng mà cái một cái thầy giáo trẻ nam mà đi dạy một cái môn xã hội nhân văn đó thì mình thấy là có lẽ là thầy giáo này cũng đi dạy vì đam mê, do đó các thầy mới muốn là làm sao cái bài học của mình sinh động hơn, do học sinh nghĩa là thích thú khi học tập, dễ tiếp thu, dễ nhớ những cái sự kiện lịch sử. Thầy đưa vào trong cái giáo trình của mình một cái đoạn phim nói về cái chiến thắng Bạch Đằng Giang của Ngô Quyền. Có thể thấy phong trào lao động sáng tạo diễn ra sôi nổi, mạnh mẽ ở các cấp, ngành thông qua các cuộc thi, hội thi, nhất là hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh, mang lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Thưa quý vị, với truyền thống uống nước nhớ nguồn và tình cảm gắn bó sâu nặng với các thế hệ cán bộ hội đi trước, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai tiếp tục kế thừa, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lãnh đạo phong trào phụ nữ tỉnh phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới nhằm góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh nhà. Phát biểu ôn lại truyền thống 94 năm hình thành và phát triển của Tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đồng chí Lê Thị Thái, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khẳng định, 94 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tổ chức hội đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai tiếp tục kế thừa, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lãnh đạo phong trào phụ nữ tỉnh phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Ngoài ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của các cấp hội, cán bộ hội viên phụ nữ trong thời gian qua, đồng chí Quảng Minh Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp hội tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các chương trình đề án liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Tại buổi lễ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh công bố quyết định công nhận 12 hội viên danh dự, ký kết phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và tỉnh đoàn về tổ chức lễ cưới tập thể dành cho đoàn viên, hội viên, người lao động. Bên cạnh đó, giao lưu và biểu dương 169 chi hội trưởng, chi hội phụ nữ tiêu biểu năm 2024. Có những công tác cùng phối hợp với ban khu phố, mặt trận và trưởng khu, bí thư, và chúng tôi thì luôn luôn phối hợp với nhau, hỗ trợ với nhau, hoạt động và giúp đỡ nhau trong mọi lĩnh vực, mọi mặt. Riêng về cái công tác của chi hội trưởng thì chúng tôi luôn luôn đi sát với người dân, luôn nắm bắt những cái mà tình tiết mà những người phụ nữ trong khu phố chúng tôi cần quan tâm nhiều hơn, nhiều mặt hơn về người phụ nữ. Cái chính là cái mà để mà cho chị em có cái sức khỏe thứ nhất, thứ hai nữa công ăn việc làm, cái thứ ba nữa chăm sóc dạy con cái cho nó nên người, thì ở đó là có một cái vấn đề mà chúng tôi rất là quan tâm. Ví dụ như là trong cái địa bàn của tôi thôi, khu 14 của tôi thôi, thì có một số chị em ví dụ như là bị bệnh nan y, thì đối với chúng tôi là cũng tạo cái điều kiện cho chị em hàng tháng là đến giúp đỡ, và cũng như là mình động viên tinh thần để cho chị em có điều kiện để đi điều trị bệnh. Hàng tháng là hũ gạo tình thương thì mỗi chị là được 10 ký gạo sẽ sinh hoạt vào những ngày đó. Thì 10 ký gạo từ đâu mà có? Hũ gạo đó là do mỗi ngày chị em đã, mỗi người chị em phụ nữ nội trợ đã gửi lại một nắm gạo, sau đó rồi tới ngày sinh hoạt là sẽ tới để gửi, đã trao tặng cho chị em có hoàn cảnh khó khăn ở trong chi hội. Chi hội phụ nữ có vai trò vô cùng quan trọng trong công tác tập hợp, vận động phụ nữ, đặc biệt là đội ngũ chi hội trưởng. Họ chính là cánh tay nối dài giữa cán bộ và hội viên phụ nữ, nơi thực thi các chủ trương, kế hoạch, chương trình hoạt động của hội phụ nữ. Sự nhiệt tình, tâm huyết, có trách nhiệm, năng động và sáng tạo của họ thực sự góp phần thúc đẩy phong trào và hoạt động hội phụ nữ ngày càng phát triển. 169 gương điển hình chi hội trưởng, chi hội phụ nữ tiêu biểu có mặt trong chương trình biểu dương, khen thưởng là những bông hoa thư thắm trong vườn hoa công tác hội và phong trào phụ nữ tỉnh nhà. Quý
vị khán giả thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình tuần này cũng đã hết. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.